Vâng, shop Thanh Đạo Audio xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác mấy cặp loa giá cực kỳ bình dân. Đó, tại vì bên chỗ cửa hàng em thì nó đang nằm đường rất là bụi, cho nên là em sẽ cố gắng làm video ngày hai video, nhưng mà sẽ làm bên tại kho xưởng của em sẽ giới thiệu đến các bác những cặp loa đẹp xuất sắc, giá cực kỳ bình dân. Đó, có Yamaha rất là đẹp, bass 25cm, Diatone nó 25B MK2 giá chưa đến 3 triệu đó. Và một cặp Diatone 25B và một cặp Diatone DS2261 đó, bass cũng rất là lớn, bass 25cm. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác này. Đó, em đang quay ở ban ngày đây, ê căng đầy đủ, rất là đẹp, đẹp nguyên bản. Đó, đẹp nguyên bản luôn, đẹp xuất sắc, ê căng thì có nguyên zin. Nguyên zin. Và em để ra đây, em sẽ quay giới thiệu đến các bác cặp Diatone. Một cái bát màng giấy gân nõm tẩm dầu, còn rất là mềm luôn ạ, rất là mềm luôn. Đấy, độ động rất là lớn luôn. Một cái tép giấy, một cái tép giấy cũng tầm độ khoảng 10cm, màng tép tầm độ khoảng 5cm, và một cái xin lỗi, đây là một cái chung giấy, nó rơi vào tầm độ khoảng 10cm, đường kính của viền của vành đấy ạ, còn màng nó rơi vào tầm độ khoảng 6cm, và một cái tép đôm, vẫn là cái tép đôm nhá, tương đương với cái chung đó, màng tép là tầm 20mm, cũng là rất là gấu luôn. Diatone DS26 có một vi tinh chỉnh cho giải cao phía đằng trước, một cái bát giấy gân vải nõm tẩm dầu. Đó, đặc biệt là tuyến loa rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp. Đó, tuyến tung đây là chỉ có bụi thôi. Đây, bụi còn đẹp xuất sắc luôn. Dám khẳng định với các bác là đẹp xuất sắc. Đó, em đang quay ban ngày thì rất là rõ nét. Đó, tuyến hông này và tuyến hông tiếp cái tuyến hông kế bên này và tuyến hậu này, đẹp không có bể nở xứt xẹo gì, đẹp xuất sắc ạ. Đó, model của nó là Diatone DS2261. Đó, dài tần từ 40 đến 25.000 Hz, 6 ohm, công suất max là 60W. Đó, công suất max là 60W. Với một mức giá để em báo để các bác tham khảo là với một mức giá là 3.200.000 cho cặp Diatone Bass 25, rất là đẹp luôn. Thùng được nạng gỗ nguyên bản mộc, không có sơ va mông má gì. Đó, các bác nào mà thiện chí thì liên hệ với em qua tấm biển trên. Xem được video thì cho em xin nút like, đăng ký để nhận những thông báo shop bên em thường xuyên review. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp loa cũng của hãng Diatone DS25B, một cái bass 27cm ạ. Hai bass 27cm cực kỳ là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp, một lỗ thông hơi, nó rơi vào đường kính chiều cao là rơi vào tầm độ khoảng 5cm và chiều rộng tầm khoảng 15cm. Đó, một cái bát 27cm và một cái tép giấy. Đó, một vi tinh chỉnh cho giải cao. Rất là gấu luôn ạ. Đó, thùng được nạng một lớp xi màu vân gỗ. Màu vân gỗ rất là đẹp. Rất là đẹp. Cái cặp này thì là ê căng của nó là màu cũng rất là đẹp luôn. Ê căng nguyên bản, tem cờ đầy đủ, nó chỉ ra hơi bụi bẩn với thời gian một chút, đó, không, rất là đẹp luôn, rất là đẹp ạ. Để em bỏ cái căng này ra đây, đó. Và tiếp này, em soi tuyến hông này, đấy, tuyến hông này, tuyến hông tiếp cái kế bên này, rất là đẹp, đẹp, vuông thành sắc cạnh, sắc đứt tay đấy ạ, đó, và tuyến hông tiếp cái kế bên này, đó. Toàn tuyển những cái dòng loa bình dân nhưng mà rất là đẹp luôn ạ, đẹp xuất sắc. Diatone DS25B, giải tần từ 45 đến 20.000 Hz, 6 ohm, công suất max là 60W. Đó, tiếp tuyến hậu cái bên này, rất là đẹp ạ, không có bể nở xứt xẹo gì, được gọi là đẹp xuất sắc. Với một mức giá để các bác tham khảo là 2.800.000 cho Diatone 25B, màng giấy gân vải nõm nguyên zin, cũng rất là mềm. Những cái dòng này thì cho tiếng bass cực kỳ là đậm luôn ạ. Đó, các bác cũng có thể là nghe nhạc phòng
tầm độ khoảng 20 đến 25 mét thì cũng rất là đầy tiếng nhạc trên một phòng. Đó, rất là hay luôn và cũng có thể thẩm âm karaoke tốt. Tiếp đây em giới thiệu đến các bác một cặp Diatone 25B MK2. Đó, cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Cũng tương tự như 25B. Đó. Một cái bát màng giấy 27 cm. Đó. Gân vải nõm, đây là cái vết dầu chảy nhá, vết dầu của cái gân này chảy còn mềm sụt này, còn rất là mềm, độ động rất tốt. Một lỗ thông hơi nó cao tầm độ khoảng 4 cm và chiều sâu, chiều rộng của bề ngang này rơi vào tầm 15 cm. Đó, tuyến thùng thì không trêu đâu được. Rất là đẹp luôn, có một vết chảy. Đó, có một vết chảy đây. Không biết là nâu nó chưa chắc nó đã đi. Em nâu dầu thì em không có dầu ở đây mà có một vết chảy. Đó, tuyến thùng này. Đó, tuyến thùng này. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Rất là đẹp luôn. Và tuyến hậu này. Đấy, quay ban ngày thì không có dấu giếm bất kỳ một cái chỗ nào được. Và e căng của nó là e căng nguyên bản, rất là đẹp luôn, e căng đây, e căng vải hoa. Đó, e căng nguyên bản hai cái như một. Đó, hai cái như một, một cái thì em đang dựa núi đằng xa kia thì thôi em không lại lấy nữa, e căng nguyên bản theo loa. Và em quay thông số và báo giá đến các bác. Diatone 25B MK2 giải tần từ 45 đến 20.000 Hz 6 ohm, công suất đầu vào là 20W, công suất mắc là 60W. Đó. Cũng made in Japan, toàn loa Nhật, loa rất là gấu mà cũng rất là nặng luôn ạ, rất nặng luôn. Mức giá cực kỳ là tốt. Cực kỳ là tốt. Nó có một vết chảy, nó có một vết chảy đây thì không đáng kể. Nâu đi có thể đi nhưng mà thôi em trước mắt này em nâu chưa đi thì em cứ báo giá. À, với mức giá 2.800.000 để các bác tham khảo. Tại vì là 25B này thì nó không có cái lỗi lầm gì. Bình thường là cặp 25B MK2 nếu nó không bị vết xước xước này không đáng kể này, hoặc là cái tép này nó hơi núm một cái tí này thì em cứ để nguyên bản. Đây là zin nguyên bản. Zin nguyên bản thì là nó phải là 3.200.000. Thì nó có hai cái tình trạng như thế, em bán rẻ cho các bác tham khảo là 2.800.000. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác này, một cặp loa cũng là rất là gấu, tép đôm. Nó rơi vào 12 cm, một vi tinh chỉnh giải cao, màng giấy gân vải nguyên zin. Đó, của Yamaha. Nón vải, à xin lỗi, nón đúng rồi ạ, nón vải thưa, nhìn xuyên vào côn bên trong này nè. Đó, rất là đẹp luôn ạ, gông kiềng rất là đẹp, không có nâu chùi dọn vệ sinh, e căng thì màu xanh ạ. E căng màu xanh. Đó, tem cờ đầy đủ. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây là vết bẩn thôi ạ, nâu cái là đi ngay. Không có một vết bục, đẹp xuất sắc. Đó, em dựa ra đây. Và giới thiệu đến cặp loa cho các bác một cái bát 25. Cái dòng này thì cho tiếng bát cực kỳ là hay này. Dám đảm bảo là phòng 25 30m rất là hay luôn. Mà nhạc của cái chung này cũng xin lỗi của cái tép, tép cộng chung. Đây là một vi tinh chỉnh cho giải cao phía đằng trước. Đó, cũng loa cũng rất là nặng luôn. Và em soi tuyến thùng này. À xin lỗi, em báo cái số đo của cái thông số của cái những cái cặp này để trước mắt để cho các bác tham khảo, xong rồi em sẽ quay lại cái cặp Yamaha. Ở chiều cao của cặp loa Diatone 261 là cao 56, rộng 31.5 và chiều sâu là cái căng là 27 cm. Với một mức giá là 3.200.000. Diatone 2DS28B cao 59, rộng 32 và chiều sâu cái căng là 30 cm, 2.800.000. Cặp 28B MK2 cũng cao 59, rộng 32 và sâu 30 cái căng. Đó, cũng 2.800.000. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một cặp Yamaha này. Đó, rất là đẹp luôn, tuyến thùng này, được nạng một lớp xi màu vàng, chưa có nâu chùi gì, nó đã đẹp mãn nhãn rồi. Mãn nhãn rồi. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, tuyến thùng này, đằng sau này. Các bác nhìn cặp loa tầm tiền chưa đến 4 triệu thì những cặp này thì rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc ạ. Rất là đẹp. Đó, tuyến hông kế bên này. Và em soi thông số một cái bát 25 này. Đó, rất là gấu luôn, cặp này cũng rất là nặng luôn. Yamaha. Model của nó là NS470. Đó, 470. 470 ạ, made in Japan. Đó.
tuyến thùng này. Đó, rất là đẹp. Bát 25 cm. Đó, một cái bát 25, một cái một cái bát 25 xương nhôm đúc ạ, xương nhôm đúc rất là gấu luôn ạ, và một cái tép đôm. Đó, một cái tép đôm cũng rất là gấu, tầm độ khoảng 12 cm một viên tinh chỉnh phía đằng trước. Với một mức giá là NS 470 bán cho các bác một mức giá là 3.500.000 để các bác tham khảo. Các bác nào mà có thiện chí thì nhanh tay liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên. Xem được video thì cho em xin nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo bên shop em thường xuyên review tầm giá bình dân và trung và cao cấp đều có cả. Đến đây em xin tạm dừng video, hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào tạm biệt các bác.